Chương 763: Lĩnh vực bệ diệt, phần 1. Bất kể thế nào, hoan nghênh thần dạ huynh đệ đi vào thần lôi chi thành của ta. Ha ha, thần dạ tiểu huynh đệ, hoan nghênh. Phía dưới Triển Lì dẫn đầu hưởng ứng bệ diệt, cười sang xả một tiếng, hướng Diệp Thần giơ chén rượu trong tay. Hoan nghênh thần dạ huynh đệ, mọi người nhào nhào hòa cùng. Diệp Thần liếc nhìn bệ nhà cùng bệ lôi nhíu mày, bất quá vẫn hướng Diệp Thần giơ chén rượu trong tay. Mà bệ nha thì liếc qua Diệp Thần hừ một tiếng quay đầu. Khóe miệng Diệp Thần nhẹ cười lờ đấy, hướng mọi người ôm quyền đáp lễ. Bệ giật huynh, ngươi tựa hồ là chưa bao giờ nói Lôi Tú Nhất Bạch các người có một vị cao thủ khác. Hôm nay bệ linh biểu hiện quả thực là cực kỳ đoạt mắt. Ha ha. Triển Ly vừa cười vừa nói, hôm nay bệ linh bày ra thiên phú cũng đủ khiến cho tất cả đại cự đầu coi trọng. Tuy chỉ là đệ nhất trọng lĩnh vực, nhưng mà tựa hồ có một cái tia hương vị đệ nhị trọng lĩnh vực. Nhất là bệ linh hình như dạy đoạn thời gian này đột nhiên quật khởi. Trước đây ta một mực không nói tới, Triển Huỳnh đã hỏi như vậy ta đây cũng là không cần che giấu. Bệ linh là người duy nhất trong Lôi Thú Nhất Mạch thức tỉnh thái cổ huyết mạch. Trong khoảng thời gian này tu vị đột nhiên tăng mạnh, nếu đã thức tỉnh đệ nhị trọng lĩnh vực, cái kia sẽ là một kích vương bài đối kháng chấp pháp điện. Bệ diệt im lặng trong chốc lát, thành âm bằng khoảng nói. Bệ diệt đúng là đem sự tình bệ linh thức tỉnh thái cổ huyết mạch nói ra ngoài. Nội tâm Diệp Thần có chút run sợ, bệ diệt sợ là có ý định dùng bệ linh làm mồi nhử, dụ chấp pháp điện an bài quần cờ trong Lôi Tú Nhất Mạch lộ ra sơ hở. Bất quá cái này đối với bệ linh mà nói tương đối nguy hiểm, bởi vì bệ linh thức tỉnh thái cổ huyết mạch sẽ là thúc giục bên chấp pháp điện liều lĩnh phế bỏ bệ linh. Diệp Thần nhíu mày, không biết cử động lần này bệ diệt có hay không là có tâm tư. Từ trong biểu lộ bệ diệt xem ra không thấy được gì. Cái gì thức tỉnh thái cổ huyết mạch, Lôi Tú thái cổ huyết mạch chẳng phải là thần thú bệ thú trong truyền thuyết? Mọi người ở đây là bị tin tức chấn kinh, ngay cả Triệt Lê cùng Sa Thông Thiên lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực siêu cấp cự đầu, ánh mắt nhìn phía bệ linh cũng là bất đồng. Nếu quả thật theo lời bệ diệt, cái kia bệ linh xác thực khó thì cũng trở thành một cách vương bài đối kháng chấp phát điện. Chỉ cần có đầy đủ thời gian dùng thái cổ huyết mạch bệ thú thiên phú đột phá đệ nhị trọng lĩnh vực cũng không khỏi khó, thậm chí có rất lớn cơ hội đạt tới thần hải cảnh trong truyền thuyết. Bởi vì bệ thú chính thức cho dù là ấu thú mới sinh đều có tu vị là thần hải cảnh giới. Sau khi thái cổ huyết mạch giác tỉnh, có một quá trình chậm chạp, những cái huyết mạch tạp chất không thuần khiết trên người bệ linh kia bị thái cổ huyết mạch chậm rãi cải tạo. Chờ cải tạo hoàn thành biến thành thái cổ huyết mạch thuần khiết, tốc độ tu luyện của bệ linh sẽ dùng thần tốc để hình dung. Lĩnh ngộ thân hải cảnh cũng trở nên cực kỳ đơn giản. Mọi người lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt thoáng lượm hướng bệ linh. Bệ âm giấu ở dưới chăn cái khăn che mỏng, đôi mắt đẹp xẹt qua cái cảm xúc nói không rõ. Một phương diện nàng vì bệ linh mà cảm thấy cao hứng, mặt khác lòng là có một loại thương cảm cùng cô đơn. Nàng cùng bệ linh ở giữa chênh lệch càng ngày càng xa. Đã như vậy, chúng ta cho nên đóng chặt cấm chế thần lôi chi thành. Một cái nhân loại siêu cấp thế gia tộc trưởng nói, trong đôi mắt tách ra hào quang hy vọng. Bọn hắn bị chiếc bát điện nạp cho lùi giữ thần lôi chi thành, nội tâm tràn đầy thần tâm bất định, không biết là thần lôi chi thành tới cùng là có thể trường kỳ thủ vững hay không. Mà bây giờ bệ linh lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng, chỉ cần có thể thủ vững một thời gian ngắn, dùng huyết mạch thiên phú bệ linh nhất định có thể siêu việt chấp pháp điện bảo vị điện chủ. Đúng vậy, trong lửa tháng thần lôi chi thành cấm chế đều đóng, hôm nay triệu tập mọi người tới đây đúng là muốn nói rõ, mặc kệ việc gì phát sinh, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài. Thanh âm bệ diệt không còn bình thản như vừa rồi, mang theo vài cái khí tế lăng lệ ác liệt, tràn đầy uy nghiêm. Đây là một mệnh lệnh không thể cãi lời. Nghe mệnh lệnh uy nghiêm của bệ diệt, mọi người cũng kêu lên đồng ý, nhưng có mấy người ánh mắt lóe lên, nội tâm suy nghĩ cái gì liền không muốn cho người ta biết. Thần dạ huynh đệ, ngươi có thể phóng xuất lĩnh vực của ngươi để cho mọi người đánh giá không? Bệ diệt tuyên bố xong mệnh lệnh kia, ngữ khí có chút thần thiết, thân thể quán buông lỏng tựa như trên ghế vương tọa, một điểm giá đỡ tú hoàng không có. Phảng phất vừa rồi người tản khí thế uy nghiêm kia không phải là hắn. Hắn đối với lĩnh vực của Diệp Thần rất có vài phần hiếu kỳ. Diệp Thần có chút trầm ngầm, đây là thúc giục tinh thần lĩnh vực phóng ra một cỗ lực lượng lĩnh vực bao phủ toàn bộ đại điện. Chín quả tinh thần hư ảnh trên không trung chậm rãi vận chuyển, lập tức tạo thành áp lực thật lớn cho mọi người.
Những vô thể cảnh cửu trọng thập trọng kia không tự chủ bị cỗ lực lượng này cả kinh lùi về sau mấy bước. Bọn hắn phảng phất cảm giác mà khi Diệp Thần thúc giục lĩnh vực, bọn hắn bị nghiền ép tới tan thành mây khói. Mà linh vọng cảnh cường giả lĩnh ngộ định nhất trọng cũng là không thoải mái, toàn lực phóng thích lực lượng của mình đối kháng mới là miễn cưỡng chống đỡ áp lực. Lĩnh vực này tên gọi là gì? Triển Ly hỏi. Trước kia ở thời điểm chiến đấu, hắn không có quan sát cẩn thận lĩnh vực Diệp Thần, chỉ đã cảm thấy lĩnh vực của Diệp Thần rất đặc thù cương đại. Hiện tại lần nữa chứng kiến lĩnh vực Diệp Thần, đã có một phen cảm xúc khác. Tình thần lĩnh vực ở sâu trong đôi mắt Diệp Thần, chín ngôi sao xoay tròn khiến cho con mắt hắn đặc biệt thâm thúy. Tình thần lĩnh vực, Triển Ly nhíu mày nghĩ, hắn lại chưa từng nghe qua loại lĩnh vực này, ngay cả trên tư liệu chiến thần được cũng không có bất luận gì về tinh thần lĩnh vực. Chỉ không thể nghi ngờ là lĩnh vực Diệp Thần cực kỳ cao thâm. Sao Thông Thiên cảm nhận lực lượng tinh thần lĩnh vực kia, thần sắc trầm tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt Diệp Thần. Trong đôi mắt Bệ Diệt hiện một cái tia hào quang kiếp sợ, ở sâu trong đáy mắt xuất hiện một cái trận ấn nhàn nhạt. Cái trận ấn chậm rãi chuyển động, đem cái tia lực lượng lĩnh vực của tinh thần lĩnh vực dẫn trong đạo trận ấn nói khẽ. Chương 764, lĩnh vực Bệ Diệt phần 2. Cái lĩnh vực này so với Bệ Linh Thần Nôi Diệt Thế cao thầm không ít, lại để cho lĩnh vực của ta tăng thêm một ít. Bệ Diệt vung tay, một cỗ đệ nhị trọng lĩnh vực bao phủ toàn bộ đại điện nói. Ta không muốn chiếm tiện nghi, cái này lĩnh vực của ta, người tham ngộ được bao nhiêu liền xem vận mệnh của người. Diệp Thần con mắt sáng ngời, đây là một cơ hội khó có. Nếu có thể tìm hiểu lĩnh vực Bệ Diệt đối với Diệp Thần, tiến vào đệ nhị trọng lĩnh vực có trợ giúp rất lớn. Diệp Thần tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm thụ lực lượng lĩnh vực Bệ Diệt. Bệ Diệt đệ nhị trọng lĩnh vực như có như không, vô cùng huyền ảo, cùng thiên địa nguyên khí hoàn toàn dung hợp thành nhất thể. Bệ Diệt cũng chưa toàn bộ phóng xuất đệ nhị trọng lĩnh vực, nếu không hắn tận lực khống chế, chỉ cần phóng xuất một tia lĩnh lực, toàn bộ đại điện cũng là lập tức hóa thành tro bụi. Lĩnh vực của Bệ Diệt huynh là trong các lĩnh vực triển mẫu bái kiến pha tạp nhất, hỗn tạp lĩnh vực tinh thâm, tự hồ là dung hợp tất cả lĩnh vực trong thiên địa. Bệ Diệt huynh từng cho chúng ta tìm hiểu, đáng tiếc chúng ta năng lực có hạn, gần kề chỉ là tìm hiểu được một tia mà thôi. Triển Ly cảm khái, Sao Thông Thiên cũng gật đầu ngay, ngay cả tự ngạo nghe hắn cũng không thừa nhận không được Bệ Diệt đệ nhị trọng lĩnh vực là cường đại nhất trong các cao thủ hắn bái kiến. Lúc trước ngay cả trước phát điện bà vị điện chủ cũng cảm bái hạ phong, Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ tuyệt không phải hư danh. Trước khi bà cái chấp phát điện vị điện chủ không có khiêu chiến Bệ Diệt, cái danh xưng này y nguyên vẫn là Bệ Diệt. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Bệ Diệt đệ nhị trọng lĩnh vực, lực lượng trên bầu trời lưu lại đạo đạo dấu vết, tờ hồ như thượng cổ minh văn. Lĩnh vực của hắn xác thực theo như lời nói Triển Ly đồng dạng thập phần tạp chất pha tạp, nhìn xem có điểm giống Đạm Đài Lăng sinh tử lĩnh vực, nhưng sau một lát lại biến thành Minh Diệt lĩnh vực, sau nửa ngày phảng phất biến thành Thí Tuyệt lĩnh vực. Xa xa Diệp Thần có phảng phất chứng kiến tia dấu vết của tinh thần lĩnh vực, lòng là nghiêm nghị cả kinh. Lĩnh vực Bệ Diệt xác thực là phi thường đặc biệt, Diệp Thần đối với lĩnh vực đã có lĩnh ngộ càng sâu. Nguyên lai mỗi một chủng lĩnh vực đều là chung, Diệp Thần cũng không muốn như Bệ Diệt học tập phát tạp hỗn tạp như vậy, hắn chỉ cần tu luyện tinh thần lĩnh vực là được. Bệ Linh không có chuyện mắt nhìn Bệ Diệt lĩnh vực trên không trung, mắt hiện trận trận dị sắc, đều là lôi thú. Bệ Diệt lĩnh vực đối với nàng dẫn dắt càng hơn một chút. Sau một lát Bệ Diệt thu hồi lực lượng lĩnh vực, Bệ Linh có chút nhắm hai mắt, tựa hồ là sư vị nhìn hết thảy. Ở trên bầu trời lưu lại một cái tia lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực của Bệ Diệt. Diệp Thần cũng không có vội vã thu hồi tinh thần lĩnh vực, mà là bất động thành sắc đem lực lượng còn sót lại hấp thu vào trong tinh thần lĩnh vực của mình. Tinh thần lĩnh vực tựa hồ có một cái tia tăng cường. Tinh thần lĩnh vực có thể hấp thu lĩnh vực người khác, đây là một loại năng lực đặc thù, chính là át chủ bài của Diệp Thần.
Thấy tinh thần lĩnh vực của Diệp Thần là kiến thức bệ diệt đệ nhị trọng lĩnh vực, mọi người là đại điện tinh tế phẩm ngộ. Sau mọi người trong đại điện lấy ra một chút nhân khôi bắt sống đi ra ngoài nghiên cứu, muốn làm rõ ràng những nhân khôi này chắc phát hiện rốt cuộc làm sao tạo lên, tại sao lại có nhiều như thế. Diệp Thần cùng bệ linh lùi ra sau, bệ âm thấy thế cũng đi theo ra ngoài. Lúc này thần Lôi Chi Thành đã vào ban đêm, Diệp Thần trong biệt viện bệ linh, bệ âm cũng nằm ở cách vách sàn phòng bệ linh. Diệp Thần lặng lặng ngồi trong vườn hoa tìm hiểu định nghị trọng lĩnh vực, còn có lúc trước đạt được thần cảnh phân thân. Vô số suy nghĩ hiện trong đầu, Diệp Thần cảm giác đầu óc mình phảng phất là một mảng tinh không mênh mông, các loại suy nghĩ cực kỳ sinh động. Thần cảnh phân thân đệ nhất trọng đem nguyên thần chia làm hai, ngưng hóa một cái thân thể giống nhau như đúc để cho nguyên thần làm chủ trong đó. Thần cảnh phân thân dung hợp toàn bộ lĩnh vực bản thể, một cái phân thân cũng có toàn bộ lực lượng chiến đấu bản thể. Bất quá một khi phân thân khác bị giết, thực lực bổn tồn trên phạm vi lớn bị giảm. Đệ nhất trọng có thể chia làm hai, tiếp tục đi lên tu luyện có thể chia ra làm ba, thậm chí phân ra nhiều hơn. Thời điểm chiến đấu thi triển thần cảnh phân thân có thể tạo thành hiệu quả xuất kỳ bất ý, đánh cho địch nhân ứng phó không kịp. Hai cái phân thân tâm ý tương thông có thể phát huy gấp đôi thậm chí mấy chục lần chiến lực. Bình thường thi triển thần cảnh phân thân, một cái phân thân tu luyện, người còn lại là phân thân xử lý sự tỉnh cùng chính xác, có thể tăng đại lực đến tốc độ tu luyện. Đại lão Diệp Thần không ngừng vận chuyển loại suy nghĩ như là quần tinh lóe lên, đem thần cảnh phân thân pháp quyết từng cầu lĩnh hội. Diệp Thần rốt cuộc nắm giữ bí quyết của thần cảnh phân thân. Thiên nguyên bí pháp khó nhất quả thật là so sánh với tình tuyệt bí pháp càng muốn khó khăn mấy chục lần. Một cái thần cảnh phân thân bí pháp giống như vậy, người bình thường khổ tu mấy chục năm chưa chắc lắm giữ. Bất quá với Diệp Thần mà nói, khó khăn tựa hồ không phải rất lớn. Kể từ khi phi đao trong đầu đại lượng huyền khí tu phục kinh mạch, Diệp Thần tu bị quán dũng mãnh tiến lên, không thể ngăn cản. Hơn nữa tu luyện ra thần hồn mà người thường không có thể cùng với tinh thần lĩnh vực thần bí cường đại, lòng hắn thỉnh thoảng đối với phi đao trong đầu sinh ra một cái tia tò mò. Người kiến tạo thanh phi đao này rốt cuộc là đỉnh cấp siêu tồn tại gì? Có lẽ đối với loại tồn tại siêu cấp mà nói, linh vọng thân hải cảnh vẫn chỉ là học đồ mới nhập đạo mà thôi. Bất quá thử nghĩ tốc độ của mình đối với người thường có thể nói là không hợp thói thường, nhưng đối với những cái thứ mới ra đời thân hải cường giả kia lại không có cái gì hơn cái này. Ít nhất là phải tu luyện tới thân hải cảnh mới có thể tiếp xúc võ đạo thế giới cao thâm hơn. Diệp Thần đem ý niệm chìm trong đan điền, chín viên tinh thần chậm rãi vận chuyển. Lúc này vùng đan điền nghiễm nhiên trở thành một cái thế giới khác. Ý niệm hắn hóa thành cái tiểu nhân bay ở giữa hư không, chín viên tinh quần thậm chí ngồi xuống, mới ngồi vào chỗ mình, toàn thân liền tách ra vạn đạo kim quang. Chương 765, thần thánh phương nào? Ở dưới kim quang chiếu rọi, chín viên tinh thần nhất thời trở lên rạng rỡ sinh huy. Bị kim quang soi sáng, huyết lệ chói mắt, địa phương không có bị kim quang chiếu rọi tới ảm đạm vô quang, như là tinh thần ban ngày cùng đêm tối. Diệp Thần ý niệm biến thành tiểu nhân giống như là một cái hằng tinh. Chín viên tinh thần còn lại dựa theo quy tích riêng mình quay xung quanh viên hằng tinh này chuyển động, giống như là thái dương hệ kiếp trước. Thế giới trong cơ thể Diệp Thần nghiễm nhiên hóa thành một cái hằng tinh tinh hệ. Nhìn chín viên tinh thần xung quanh quay tròn, lòng Diệp Thần khiếp sợ không khỏi. Những cái này là do cửu tinh thiên thần quyết diễn hóa, cảm thụ lực lượng tinh thần lĩnh vực của Diệp Thần lại một phen tăng lên. Hắn đột ngột mở mắt, thần quang con người nhanh chóng biến mất, cửu tinh lóe lên, đạo pháp quyết trong con mắt vượt qua, thân cảnh phần thần đệ nhất trọng bí pháp phức tạp đều hiểu rõ trong ngực. Thần cảnh phân thân, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thần hồn của hắn nhập thể, phân ra một nửa, hóa thành một cái phân thân. Người này cùng Diệp Thần sau khi thâu thiên hoán nhật lớn lên giống nhau như lúc, ngay cả tóc cũng là độc nhất vô nhị. Một nửa thần hồn còn lại trở lên trong cơ thể bổn tôn. Hai cái Diệp Thần giống nhau như lúc đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lộ nụ cười thỏa mãn. Diệp Thần có thể cảm giác được não vực hai cái phân thân giống nhau như lúc, hai người trong lúc tồn tại là một loại liên lạc thần bí, có cảm giác tâm ý tương thông. Đây chẳng lẽ là cảnh giới của thần?
khó trách cái thiên nguyên bí pháp gọi là thần cảnh phân thân. Quả nhiên là thần mới có thể đạt tới chuẩn lĩnh vực. Hai cái phân thân cùng nhau tu luyện, tốc độ chính là gấp đôi. Diệp Thần núi thần cảnh phân thân nắm giữ tràn ngập tò mò, lòng là hưng phấn không thôi. Thử một chút quy lực của thần cảnh phân thân thế nào. Diệp Thần một cái phân thân tu luyện bùn lôi thiểm, một phân thân khác xếp bằng cựu tình thiên thần quyết, hẳn là không ảnh hưởng chút nào. Hai cái phân thân tu luyện, đợi đến thời điểm một lần dung hợp, tất cả quá trình tu luyện dung hợp vào cơ thể vì mình mà sử dụng, giống như chống dẫn gấp đôi thời gian tu luyện. Trong con người Diệp Thần vài phần quyết định, nhất thời phải mau chóng tu luyện tới thần hải cảnh. Mặc dù hắn bây giờ mới là linh vọng cảnh nhất trọng. Thần nơi chi thành đêm tối yên tĩnh, trên con đường phố cũng là tản đi lộ xa có phần yên tĩnh. Mười mấy thân ảnh trên đường phố thần nơi chi thành cực kỳ nhanh xoẹt qua. Hết tại chuẩn bị, chúng ta có 10 phút đồng hồ thời gian, chú ý tránh né hồn niệm truy tung. Những cái bóng người này lóe ra từng đạo ánh sáng nhạt, đây là bí pháp chuyên môn tránh để hồn niệm truy tung. Phương hướng những người này bay vút là tường thành thần lôi chi thành. Bọn họ đều là gian tế mà chấp pháp điện mai phục ở thần lôi chi thành, chuẩn bị truyền tin cho chấp pháp điện ở phía bên ngoài. Đột nhiên trong lúc đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn hắn. Người kia thân hình khôi ngô, mặt thang đỏ thẫm, dầu tóc giận trường, là Sa Thú nhất tộc Sa Thông Thiên. Những người đó thấy Sa Thông Thiên lòng đột nhiên rung mình, giết mấy người nhân ảnh không chút do dự dựng lên đánh về phía Sa Thông Thiên. Mấy cái thằng hề nhảy nhót cũng dám cùng lão phu gọi nhịp. Sa Thông Thiên tay phải cánh nhất, chỉ thấy từng đạo cát bó trống rỗng xuất hiện, tựa như là dây từng đem mười mấy cái tên kia toàn bộ trói. Tay phải chợt sở phốc phốc, đỉnh đầu mười mấy người bạo liệt, máu tươi toàn bộ ngã ra mất mạng. Một chỗ khác thần lôi chi thành, có bốn nhóm người xôn xao cũng bị đám người chiến thần đường đường chủ chiến đi thanh trừ. Bệ Diệt đem tin tức bệ linh chính thức thái cổ huyết mạch truyền đi, dẫn xà xuất động thanh trừ một chút gian tế trong nội bộ thần lôi chi thành. Sa Thông Thiên cùng Bệ Diệt trao đổi hồn niệm. Bệ Diệt, những thứ này là cá nhỏ, chánh chủ tới giờ chưa có xuất hiện, không vội, bọn họ sớm cũng đã lộ mặt ra. Bệ Diệt nhàn nhạt trả lời, mắt thâm trầm như biển. Đúng lúc này trên tường thần lôi chi thành, một cái con phi trùng tựa như ruồi nhạ, lấy tốc độ như chớp hướng bên ngoài cấm chế thần lôi chi thành bay đi. Con phi trùng này thể tích rất nhỏ, quanh thân hiện đầy bí văn, loại đặc biệt tìm kiếm một chút khe hở của thần lôi chi thành phi hành, người thường khó phát hiện. Phi trùng kia tránh được từng đạo hồn niệm truy xét, sư một tiếng chui khỏi cấm chế thần lôi chi thành, nháy mắt bay hơn 300 thước. Lúc này Bệ Diệt ngồi ngay ngắn ở đỉnh thần lôi chi thành, đột nhiên mở mắt, một cỗ lực lượng lĩnh vực đệ nhị trọng nhập thể, con phi trùng bay ra thần lôi chi thành hơn 200 mét, đột nhiên bị cỗ lực lượng trói buộc, càng không ngừng tránh nhưng không cách nào tránh. Ở dưới cỗ lực lượng kéo lại, thần bất do kỷ bay về phía phương lôi điện dày đặc nhất của thần lôi chi thành. Bệ Diệt vươn tay, tiểu phi trùng rơi trong bàn tay của hắn, ánh mắt chợt bắn ra hai đạo kim quang trên người côn trùng, lướt qua mấy cái cỗ tiểu phi trùng này từng đạo bí văn phiêu khởi. Triển Ly Huynh bắt hắc hỏa ma báo nhất tộc tộc trưởng Hắc Huyên. Bệ Diệt Triển Ly truyền cái tin tức là hắn. Triển Ly khẽ sừng sốt, Hắc Vũ đi trung ương đế quốc, ở đế đô bị diệt, Hắc Huyên là tân tộc trưởng hắc hỏa ma báo nhất tộc, nghĩ không tới Hắc Huyên lại đầu phục chấp pháp điện, trở thành tay sai chấp pháp điện. Sư sư, thân ảnh Triển Ly cùng Sa Thông Thiên lăng không lướt tới, hướng lời hắc hỏa ma báo nhất tộc đặt chân bay bút. Trong đêm yên tĩnh, một cuộc kịch chiến bộc phát. Hắc hỏa ma báo nhất tộc Hắc Huyên mang theo một cái đám tộc nhân bị làm phạt, bị Triển Ly cùng Sa Thông Thiên chấn áp. Thần hồn Diệp Thần điều tra tình huống, Hắc Huyên cùng Triển Ly, Sa Thông Thiên giao thủ, hình dáng Hắc Huyên bà hòa đoán bệnh, cả người ma tính quay quanh. Hắn bộc phát ra thực lực không kém Triển Ly Sa Thông Thiên, làm người ta khiếp sợ không dứt. Sau khi Triển Ly cùng Sa Thông Thiên bắt, lại là tự bạo thân thể mà chết, thiếu chút nữa thương tổn Triển Ly cùng Sa Thông Thiên. Sư Thần thấy rõ về mặt Hắc Huyên cùng nam tên chấp pháp điện linh vọng cảnh ở ngoài thanh giao thủ giống nhau như lúc, cùng ánh mắt là cuồng nhiệt vô cùng, giống như tín đồ trung thành nhất, không chút lý trí có thể nói. Không biết chấp pháp điện thế nào là khống chế những người này, sau đó đem thực lực của những người này tăng ở mức độ lớn mạnh mẽ như thế. Chương 766, đại chiến buông xuống phần 1. Lúc Hắc Huyên tự bạo, bộ dáng vô cùng điên cuồng làm Diệp Thần siết chặt quả đấm,
Hắc Huyền cũng không phải là tự nguyện trở thành tay sai chấp pháp điện, mà bị chấp pháp điện khống chế, cuối cùng chết oan uổng. Ba cái lão cẩu chấp pháp điện kia trên người rốt cuộc là bao nhiêu mạng người? Hai cái phân thân trong biệt viện bệ linh tu luyện. Diệp Thần đột nhiên cảm giác ngoài sân có một cái thân ảnh chợt lóe, nhướn mày. Một phân thân bay lên trời hướng thân kia truy tung. Diệp Thần quay đầu nhìn qua, trong nhà bệ linh cùng bệ âm cũng không phát hiện. Các nàng đều có hồn niệm truy tung, nếu có người tới gần hẳn là phát hiện mới đúng. Nhưng hiện tại các nàng không có động tĩnh, chỉ mình phát hiện, sợ rằng người này cố ý lừa gạt bệ linh bệ âm muốn dẫn mình ra ngoài. Lòng Diệp Thần nhiều phần cẩn thận, cũng may chẳng qua là một cái phân thân, mình có thể lưu hậu thủ. Bản thân ta muốn nhìn người tuột cùng là thần thánh phương nào. Thần hồn Diệp Thần truy tung thân ảnh một đường lao đi. Thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, phiêu hốt bất định, ngay cả thần hồn cũng không cách nào tập trung. Mãi tới khi núi rừng cực kỳ che giấu trong thần lôi chi thành, thân ảnh kia mới ngừng, xoay người hướng Diệp Thần. Trên mặt nhẹ nhàng có một loại yêu mị nói không lên lời. Sau lưng chín cái đuôi màu đỏ chậm rãi đong đưa, đúng là cửu vĩ yêu hồ Lương Yên Nhi. Diệp Thần thả người bay thấp, nhìn thẳng Lương Yên Nhi. Đêm hồn khuya khắt, thần dạ đệ đệ một mực truy đằng sau tỷ tỷ, không phải muốn tỷ tỷ ý đồ bất chính à? Lương Yên Nhi nhẹ nhàng xoắn ngón tay ngọc mảnh khảnh của mình, vẻ mặt xấu hổ màng vẻ e sợ nhìn Diệp Thần. Khi lộ mỏng kia thỉnh thoảng hiện dưới ánh sáng, da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng hai vú cao ngất như ẩn như hiện, có một loại mị hoặc nói không lên lời. Vẻ mặt Diệp Thần khó chịu nói: Hiền nãi nãi, lão nhân gia ngày tựa hồ trí tớ khâu, trí nhớ không được tốt, chúng ta kém vài phần bối phận này này, ta không biết thế nào gọi là dấu hổ, gọi ngày tỷ tỷ chăng? Hơn nữa không phải là Yên nãi nãi chính mình đem ta dẫn tới đây sao? Tội gì giả bộ cái bộ sáng thẹn thùng này, để người khác biết rõ, lão nhân gia ngày rốt cuộc cũng sẽ biết xấu hổ. Cái kia mọi người có thể bề bộn rồi. Bề bộn cái gì? Tuy Lương Nghiên Nhi bất mãn Diệp Thần nói nàng già, nhưng vẫn vô ý thức hỏi thăm. Nôn mửa. Diệp Thần giang tay vẻ mặt bình tĩnh. Lương Nghiên Nhi này tuyệt đối là lòng mang làm loạn. Diệp Thần tổn hại nàng cũng không hề áp lực. Người trên mặt Lương Nghiên Nhi hiện một cái thần sắc giận dỗi, nhìn Diệp Thần trong mắt hiện một cái đạo sát cơ, bất quá gần kề thoáng qua rồi biến mất. Trên mặt khôi phục bộ dáng cười dịu dàng. Ôi, Lương Nghiên Nhi làm lúng yêu kiều một tiếng, chuẩn bị tư thế dùng nhà nói. Tiểu đệ đệ thực biết nói chuyện. Nghe bệ linh đằng kia nói hưu nói vượn, chẳng lẽ người không biết Yên tỷ tỷ so với bệ linh càng đẹp nhiều hơn? Lương Nghiên Nhi nói xong hấp dẫn đèn lụa mỏng trước ngực kéo xuống, lộ ra rãnh thật sâu kia, hai chân thon dài cực kỳ hấp dẫn, khép lại thoáng qua. Không biết. Diệp Thần gương mặt lạnh lùng không chút lưu tình đả kích. Nhìn nãi nãi, xin nhờ ở chỗ này ngược đãi khẩu vị ngươi, có ý đồ gì nói thẳng ra. Diệp Thần bị Lương Nghiên Nhi ọt ẻn kinh ra, cả người lùi xác hà, thật sự là không muốn cùng nàng tiếp tục nói nhảm. Diệp Thần cảm giác Lương Nghiên Nhi lúc nói chuyện thỉnh thoảng dùng một tí lực lượng ảo thuật, bất quá Diệp Thần căn bản không có bị ảo thuật của nàng ảnh hưởng. Một cái phân thân này không có mang mê huyễn bảo châu tới, chỉ đem một cái thanh thần giới chỉ, bất quá một cái quả thanh thần giới chỉ đủ cho bất luận huyễn thuật sư đau đầu. Đã như vậy ta cũng nói thẳng, thần dạng ta biết rõ trong tay người có mê huyễn bảo châu, cái mê huyễn bảo châu kia chính là chí bảo yêu hổ nhất tộc ta rơi mất. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem mê huyễn bảo châu giao cho ta, người ta tùy ngươi thế nào cũng có thể. Lương Nghiên Nhi điềm đạm đáng yêu, khẽ cắn môi đỏ mọng, hình như thẹn thùng vô hạn. Hai con người phát ra một cái hồi thủy quang, hai tay trước ngực kẹp qua, khiến cho hai cái vú cao ngất thiếu chút nữa nhảy ra, tư thái cực kỳ mê người, bất kỳ nam nhân nào chỉ sợ sớm cũng không quan tâm mà nhào tới. Tiếc rằng Diệp Thần không nhúc nhích chút nào, nội tâm giật mình. Người này mục đích của Lương Nghiên Nhi là mê huyễn bảo châu, mê huyễn bảo châu rõ ràng là ni miêu nhất tộc chí bảo. Lương Nghiên Nhi thật đúng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, muốn mình đem mê huyễn bảo châu cho nàng không nói cũng không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có một cái. Không có ý tứ, cho dù ngươi đem quần áo cởi hết ta cũng không đem mê huyễn bảo châu đưa ngươi. Diệp Thần hai tay ôm ngực, dù là bận vẫn ung dung nhìn Lương Nghiên Nhi xem nàng có thể đùa nghịch chiêu gì. Khuôn mặt mê hoặc lòng người Lương Nghiên Nhi cứng ngắc thoáng doa, nụ cười rốt cuộc cười không nổi. Cái này là lần đầu tiên sắc đẹp của nàng mọi việc thuận lợi rõ ràng không tới tác dụng, làm cho nàng quả thực hoài nghi thần dạ này có hay không là nam nhân. Nàng cảm giác Diệp Thần cũng không có đem mê huyễn bảo châu trên người, nếu không nàng sớm đã động thủ đoạn. Mặt của Lương Nghiên Nhi thay đổi mấy lần, rốt cuộc không hề giả bộ, cắn răng nói: Ta có thể dùng ba kiện trí bảo cùng ngươi trao đổi. Nàng tay phải khẽ động, trong tay lăng không hiện ba kiện trí bảo: một thanh kiếm, một vòng cổ, một hạt châu, tất cả là rực rỡ, tươi đẹp chói mắt. Rõ ràng đều là trí bảo,
đang nghiến lặng nhìn Diệp Thần trong mắt mấy phần phong bị. Không biết Lương Nghi Nhi từ đâu đạt được ba kiện chiếc bảo. Bất quá nghĩ nữ nhân này sống mấy ngàn năm, có chút chân tạc ngược lại không có gì lạ. Cho dù người xuất 10 kiện chiếc bảo, ta cũng không có khả năng trao đổi với ngươi. Người vẫn là chết cái phần tâm này á. Diệp Thần liếc nhìn ba kiện chiếc bảo, thu hồi ánh mắt, nhếch miệng khinh thường nói: người xác định? Lương Nghi Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Mấy huyễn bảo trâu đối nhân loại mà nói không có tác dụng lớn, mình là dùng vốn gốc, nghĩ không tới người này rõ ràng không chịu cung nàng trao đổi, thực sự là dầu muối không tiến. Yên nãy nãy lỗ tai lão nhân ra ngày tựa hồ không được tốt, ta có muốn lập lại lần nữa không? Ánh mắt Lương Nghi Nhi nhìn Diệp Thần đã là lộ ra phần sát cơ. Chương 767, đại chiến buông xuống phần 2. Muốn động thủ sao? Người cũng không quá đáng là đệ nhất trọng lĩnh vực, muốn giết ta không đơn giản như vậy. Ánh mắt Diệp Thần nhìn thẳng Lương Nghi Nhi không chút khiếp sợ. Lực lượng tinh thần lĩnh vực quanh thân chậm rãi lưu chuyển, lập tức đánh tan sát cơ Lương Nghi Nhi phóng xuất. Diệp Thần trên tay một cái thanh thần giới chỉ. Cái lực lượng ảo thuật của Lương Nghi Nhi căn bản không làm gì được Diệp Thần. Nếu là đối quyết, chỉ có thể liều lực lượng lĩnh vực. Chúng ta chờ xem. Lương Nghi Nhi lạnh giọng, vèo một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, biến mất trong đêm đen như mực. Diệp Thần nhìn bóng lưng Lương Nghi Nhi, thần sắc không tốt. Nữ nhân này tương lai nó không chừng sẽ là cái phiền toái. Nhưng hiện tại mọi người cùng nhau đối kháng chết phát điện, hắn cũng không vô duyên vô cớ ra tay. Bởi vì hắc hỏa mà báo nhất tộc phản loạn, thần nói chính thành hỗn loạn cả đêm. Đến buổi sáng, rất nhiều tộc nhân hắc hỏa mà báo biết được hắc uy là gian tế chết phát điện, lúc này mới là đình chỉ đối kháng. Trên mặt đất tất cả thi thể thành lý mất, bất quá trên không thần lôi chi thành y nguyên tràn ngập huyết tinh chi khí nhàn nhạt. Hai cái phân thân Diệp Thần, một cái dừng ở trong biệt viện Bệ Linh tu luyện, cái khác thì ở bên ngoài hoạt động, cùng Bệ Linh Bệ Âm đi dạo thị trường thoáng qua. Tại đây giao dịch linh bảo vật phẩm coi như không tệ, thậm chí một ít là nhân phẩm linh bảo, bất quá đồ vật có thể làm cho Diệp Thần vừa ý tương đối ít. Diệp Thần lúc ở trên đường đi đánh chết yêu vương cấp hồn tú thi thể đều đạt được thị trường bán đi, đổi một ít vật hữu dụng ví như là ảnh kim cổ tệ. Đêm qua trận chiến ấy, Thu Hoàng bệ hạ cùng sa tộc trưởng chuyện thần đường chủ duyệt trừ không ít gian tế, tin tưởng thần nội chi thành khẳng định an toàn hơn rất nhiều. Không có người từ bên trong công phá, muốn từ bên ngoài đột phá thần lôi chi thành cấm chế là không thể. Nghe nói hắc hỏa mà báo tộc trưởng hắc quên bị chấp pháp điện khống chế, không biết dùng phương pháp gì thực lực tăng rất nhanh, lại so với chuyện thần đường chủ cùng sa tộc trưởng có kém một chút mà thôi. Trên chợ rất nhiều người nghị luận chuyện tối qua. Chấp pháp điện tổ nhàm cùng tổ minh xuất hiện, bỗng nhiên trên tường thành thần lôi truyền đến một cái tin tức như vậy, toàn bộ thần lôi chi thành lập tức chuyển động, lòng mỗi người cảm giác một cái gì khủng hoảng hít thở không thông. Chấp pháp điện hai cái điện chủ tổ nhàm cùng tổ minh xuất hiện gần kề ở doanh trại chấp pháp điện, hiện thần thoáng qua. Chấp pháp điện một cái điện chủ thần đoán khác thì sao? Không có chứng kiến, chẳng lẽ chấp pháp điện lập tức muốn khởi xướng tiến công? Ông trời phù hộ, thần lôi chi thành nhất định giữ vững vị trí. Chấp pháp điện ba cái điện chủ thực lực khủng bố, hôm nay không phải bí mật, tất cả mọi người không khỏi một cái hồi khẩn trương, nội tâm yên lặng cầu nguyện bình an. Diệp Thần Bệ Linh Bệ Âm nhìn nhau bay lên không, hướng về tường thành bay bút. Trên tường thành thần lôi đã sớm đề phòng sâm nghiêm, hướng chấp pháp điện nhìn lại chỉ thấy nhân khôi cả đàn cả lũ, còn có chấp pháp điện cường giả lăng không bay lên, một bộ chuẩn bị khai chiến. Trong đám người kia mơ hồ có thể thấy được nhân ảnh tổ nham tổ minh đang mặc áo bảo sám, một cỗ uy thế đáng sợ bao phủ toàn bộ thần lôi chi thành. Tổ nham cùng tổ minh tổ là thăm dò cường độ cấm chế thần lôi chi thành, trên người bọn họ phát khí tức dù được cách thần lôi chi thành cấm chế y nguyên cho mọi người một loại cảm giác uy hiếp cường đại. Đây là hai cái tuyệt thế cường giả võ đạo đỉnh phong đồng đại lục. Lúc bệ diệt thân ở đỉnh lôi tháp thần lôi chi thành, thần sắc ngưng trọng, khí tức đệ nhị trọng lĩnh vực bọn hắn phát ra bao phủ toàn bộ thần lôi chi thành. Theo như các phương diện tin tức manh mối suy đoán, chấp pháp điện ít nhất có lẽ lửa tháng sau mới có thể phát động công kích, nhưng mà bọn hắn
sao hôm nay lại tập kết chuẩn bị tấn công thần lôi chi thành? Hẳn bên chấp phát điện đã biết cái gì. Chấp phát điện quyết định khai chiến thần lôi thành ta tiếp là được. Trên người Bệ Diệt một cỗ chiến ý ngạo nghễ phóng lên trời. Cái này không đơn thuần là thần lôi chi thành cùng chấp phát điện quyết đấu, cùng hắn Bệ Diệt chấp phát điện ba cái điện chủ ở giữa đỉnh phòng quyết đấu. Trong ngoài thần lôi thành hảo khí có chút ngưng trệ, lập tức muốn khai chiến sao? Bất quá vượt qua tất cả mọi người dự kiến, chấp phát điện nhân khôi cùng cao thủ lăng không bay lên, cũng không lập tức khai chiến, tạo thành vòng vây quanh thần lôi chi thành, liền tại chỗ chờ lệnh không động tĩnh. Liên tiếp ba ngày chấp phát điện là không có bất kỳ động tác, bên thần lôi chi thành không dám khinh thường, nhóm thủ vệ trên tường thành cao độ đề phòng, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Chấp phát điện có tính toán gì? Đây là nghi hoặc của mọi người. Ba ngày này Diệp Thần cùng Bệ Linh Bệ Âm xếp bằng trên tường thành, chắc rằng chấp phát điện phát động tiến công lại phát hiện bọn hắn chậm chạp không động tĩnh, nội tâm là tràn đầy nghi kỵ. Thần lôi chi thành quyệt lôi biệt viện, chỗ ở của cửu vĩ yêu hồ Lương Yên Nhi, trong sân bài trí cùng Bệ Linh biệt viện tương tự, chỉ có điều cắp lửa dắt những cái mảnh lụa hồng nhạt tràn đầy kiểu mị mập mờ. Tại đây thủ vệ đều nguyên một cái đám tráng hán cởi chân, bọn hắn đứng cắt lửa biệt viện cảnh giác dò xét. Trong một cái khuê phòng tận cùng trong biệt viện, hồng nhạt sa mỏng theo gió chập chờn che chắn một cái phòng xuân quang, thỉnh thoảng chạy ra hai cái tiếng yêu kiểu chán trường. Sơ nghỉ về sau, Lương Yên Nhi xích lõa thân thể lượng quỷ trước giường, đã tạ thân chủ bà nương mưa móc. Thanh âm Lương Yên Nhi có một cái tia khan khan, thân thể bạch ngọc toàn thân ưng đỏ, giống như cái cây đào mật yêu kiều ướt át. Hai bố cao ngất xẹt qua một cái tia sóng sữa kinh người, trong mắt nàng có một tia hơi nước tí tí, nhưng thần sắc cung kính vô cùng, không dám làm cản. Trước người Lương Yên Nhi một bóng mờ màu đen chậm rãi ngừng ra thực hình, tựa như quỷ mị trống rỗng xuất hiện. Nếu bọn người Diệp Thần Bệ Diệt nơi này nhất định cực kỳ kinh ngạc. Người này không phải người khác, đúng là một trong chấp pháp điện điện chủ Thần Đoán. Chuẩn bị xong chưa? Thần Đoán hắc y trình tề lập trong vòng liếc nhìn Lương Yên Nhi, thành sắc thấp lạnh như băng, không mang theo tia cảm tình. Hồi hợp thần chủ chuẩn bị đã xong. Lương Yên Nhi lập tức gật đầu, nhìn Thần Đoán muốn nói rồi lại thôi. Nói. Ánh mắt Thần Đoán lạnh như băng nhìn Lương Yên Nhi. Thần chủ, ta phát hiện mề huyễn bảo châu